Hello anh em, hôm nay máy cắt gạch của thương hiệu Matet dòng 1 tấc 1 để anh em mình sử dụng trong các công việc như cắt gạch, cắt gỗ, cắt ván cốt pha, hoặc là anh em mình cắt gạch, liếc gạch, cắt đá hoa cương thì tuyệt vời anh em. Con này thì vừa rồi Minh Châu về lô trước thì có sale để cho anh em mình biết là dòng này thì anh em thấy không? Có kèm theo dây nước đầy đủ cho anh em ha. Đầy đủ dây rất là dài luôn để anh em mình có thể truyền nước để cắt không sờ hư lưỡi và cắt đá là không sờ bùi nha. Cắt đá hoa cương, cắt gạch không bùi luôn. Anh em dùng nước thì quá tuyệt vời luôn. Dòng của thương hiệu Thái Lan nha anh em. Đó, Matet của Thái Lan Makita nha. Dòng này nhập khẩu từ Thái Lan luôn. Đây, Made in Thái Lan này anh em. Điện là 220V, 5.7A, 5-60Hz, công suất là 1200W, tốc độ là 13.000 vòng trên 1 phút. Đây, tem chống hàng giả của Makita này anh em ha. Dòng này anh em thấy ở đằng sau nó thiết kế làm G ra để khi mà anh em mình va đập nó chỉ chạm bên ngoài thôi, không đụng đến cái lưới chắn gió ha. Đó, nó ok không? Anh em thấy làm thiết kế nó gọn gàng và đẹp, không có một tí nhựa thừa luôn. Hàng chính hãng của Matet thì anh em mình yên tâm luôn anh em. Matet Makita này. Đây. Thương hiệu Makita này. Đó, anh em thấy không? Makita có khóa mở ở đây sẵn cho anh em luôn. Hàng nhập khẩu Thái Lan thì tem được khẳng định ở trên đây. Chống hàng giả ha. Phần đầu thì anh em biết rồi, những dòng chất lượng thì anh em thấy là làm bằng hợp kim nhôm rất là đẹp luôn em. Này, sáng bóng luôn. Đó, làm nhám nhưng mà nhìn rất là sáng đẹp luôn em. Không, thương hiệu Matet được đúc nội lên ở bên trên phần thân luôn ha. Ok chưa? Rồi, dây nguồn thì anh em thấy này, làm chui dẹp cho anh em mình cắm rất là ổn định điền luôn. Này, dây rất là mềm mại luôn anh em. Đây, ghim điền cái coi. Mười ba nghìn vòng với một tốc độ 13.000 vòng anh em. Các tiếng gió nó rít rất là đà luôn. Công suất nó 11.200W cho nên là anh em mình cắt ván, cắt đá hoa cương là anh em cày thoải mái luôn anh em ha. Có dây nước kèm theo. Hôm nay Minh Châu tặng kèm cho anh em một cái lưỡi nữa. Đây là lưỡi cắt gỗ. Cắt gỗ Makita nha anh em ha. Lưỡi cắt gỗ anh em về cắt gỗ, cắt ván cốt pha thì lưỡi này thì anh em cắt ok ha. Được chưa? Rồi. Kèm theo cho anh em một lưỡi và giá hôm nay cũng cực kỳ tuyệt vời cho anh em luôn. Đó, chỉ với 890.000 anh em được tặng kèm theo một lưỡi như thế này ha. Đó, giá quá trời chất luôn anh em. Được bảo hành cho anh em 12 tháng của thương hiệu Makita luôn anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì mình có thể trực tiếp đến cửa hàng của máy xiên Minh Châu để mình sở hữu một máy. Còn em ở xa mình có thể gọi điện thoại đặt hàng. Anh em khi mà về hàng thì nó có đầy đủ thùng thiết đầy đủ như thế này ha. MT413 này anh em. Lưỡi 1 tấc 1 này ha. Đó, nó có đầy đủ như thế này. Hàng nhập khẩu Thái Lan, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Cho nên rất là yên tâm luôn anh em. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.